chúng ta cùng xem một số phôi xanh. Những cái phôi này làm xanh mini rất đẹp mà giá có 350 các bạn ấy. Này về làm một thời gian nó lên đến 30 triệu ngay. Ta làm về khoảng 2-3 năm là giá của nó sẽ thành 30 triệu. Chục năm sau nó sẽ thành 100 triệu. Chúng ta nhìn từ trên xuống. Dàn phôi xanh cực đẹp. Bonsai rất chuẩn. Cây rất côn cây. Cây chanh bonsai giá 4,5 triệu. Cây dành dành giá 3,5 triệu. Múa cây đi em.
Còn những cây này thì giá không thể nào có cái giá 3 triệu được các bạn nhé. Cây này là giá phải tiền 100 triệu. Cây dáng thực hành. Đây là bộ tam đa. Đấy, nó đi theo bộ đấy. Hai cây thực hành hai bên. Cây giữa dáng trực. Ngũ thường, tam cương ngũ thường. Còn hai bên là trực hoành. Này là phải tiền 100 triệu. Không còn giá 3 triệu đâu. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn ủng hộ kênh bằng cách là nhấn đăng ký để tiếp tục là nhận những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn.